Katy không có thể phục vụ trong pha giao tranh nữa. Lamy đang gặp rất nhiều có cao không gió, không được còn mưa gió đang ở lần sinh mạng là mưa mưa gì nhờ quên rồi, mưa kia mưa tên lửa, mưa tên lửa, mưa tên lửa. Lamy liệu có phải nằm xuống hay không? Đây anh ta còn trong tuyến, ta còn lốc xoáy, tại vì giữa chân là một khoảng thời gian đang bị kích nội tại sử dụng lốc xoáy và thêm ôi Yoshino sẽ phải chết cường. Tại sao? Không có cách nào để giúp Team Flash có thể nghĩ tới một kết cục đẹp hơn. Con rồng công nghệ nó bắt đầu chực chực và nó khiến cho Team Flash bắt đầu cảm thấy thọt thọt thọt. Bây giờ đứng trên đây ta sẽ hơi khổ sở một chút. Con sẻ. Ta phải đối đầu với uổng. Aspet. Hai người đi đường dưới của cả hai bên đều farm rất tốt. Và Artemis những tưởng là đối phương đã về ư. Artemis quýt. Chúng ta không thấy gì hết. Và bây giờ có chiêu cuối đến từ Yado. Bất kỳ thành viên nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta bật cho mình đó là cái bẻ của không gian. Và Lee Sin trong tay của Levi, một vị tướng mà anh ta thường sử dụng đầu tiên trận mở màn. Ui, của lại cả tiếp cả đảm bảo qua vào trước lại tấn công. Sẽ rất là buồn. Bài đầu tiên đó là pha đại bằng tỷ đất hay hôn gió thành công sẽ xích bay vào và trường băng nữa. Trời ơi, đứng im tại chỗ. Rất khó và Team Secret bóc một ui cú bóc vào tường của Suni và đã khiến cho Team Secret không có một pha mở đẹp. Cái W đối đầu với con Kazante của Rocky tôi không nghĩ là nó sẽ có lợi thế lắm. Bạn không có cách nào để bạn chọn Linh trong khi đó nó thủ nguyên cây gậy chà bá để chọn vào người của bạn. Mình còn đâu đó ở khu vực đường trên này, tóc biến ma thuật móc trúng chặt vào tường. Họ sẽ rất phụ thuộc vào bàn tay của Tiến để cô lập mục tiêu và dồn sức nhanh nếu như để đối phương ập vào. Ôi, tóc bị bàn tay của tôi hụt và ngay tức bị móc ngược lại đang gặp đường dưới. Bây giờ quay lại và tấn công của nó ra tay năm rồi. Buôn đang cố gắng chạy, anh đang tìm góc để sử dụng chiêu cuối. Set up sau đó là tạo tiền lệ cho em. Hello, hôm họ vẫn đang định khởi động ba lon kìa. Ôi, họ có Vi, Vi ta đang dìu đen và có cho gắt nhưng mà trông hơi lâu nhỉ. Nó hơi mất thời gian một tí. Này là đập bóp rồi, không phải là anh nữa. Team Well đang muốn dứt điểm ván đấu này nhưng tôi nghĩ rằng hơi mạo hiểm một tí. Họ có khá nhiều thành viên cấp máu. Đây là gần nhà của Gam hơn. Hãy nhớ cái câu là cây hồi trước câu đó cho Gam về.